Tại Hàn Quốc, mỗi năm có tới hàng ngàn ca lột xác ngoại mục nhờ phương pháp thẩm mỹ hàm mặt. Nhưng ở Việt Nam, con số này dường như còn vô cùng khiêm tốn, bởi đây là phương thức làm đẹp mới, chuyên sâu, cần có sự chuẩn bị và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi thực hiện. Hoang mang với lượng thông tin không được kiểm chứng và kinh nghiệm cũng như trình độ chuyên môn của các bác sĩ Việt Nam, nhiều chị em quan tâm tới thẩm mỹ khuôn mặt V-Line chỉ biết rụt rè ước mơ mà không dám thực hiện. Chị Hiền, nhân vật chính của phóng sự này cũng là một người phụ nữ như vậy. Nhưng chính sự cân nhắc tỉ mỉ và lựa chọn kỹ càng của mình, chị đã tìm ra cách làm đẹp bản thân hơn, tự tin hơn trong cuộc sống. Ngày 21 tháng 2, chị Hiền đã có cuộc gặp gỡ với bác sĩ chuyên khoa hàm mặt của thẩm mỹ viện Cang Nam. Qua quá trình tư vấn, thăm khám, phân tích cấu tạo khuôn mặt cũng như các khuyết điểm đang mắc phải. Phương pháp làm đẹp cho chị Hiền được các bác sĩ Cang Nam lựa chọn, đó là thẩm mỹ khuôn mặt V-Line 3D. Mình là Đinh Thu Hiền, mình sinh năm 80, quê tại Hùng, Phú Thọ. Mình biết đến thẩm mỹ viện Cang Nam qua mạng thôi. Mình qua một thời gian tìm hiểu và tham khảo thì mình tin tưởng và mình đến đây. Mình xuống mình muốn là cái gò má mình hơi cao này. Mình muốn là để nhờ bác sĩ tham khảo và tư vấn lại cho mình để thực hiện cái dịch vụ tại viện. Nói chung mình cũng tin tưởng nhiều nhưng thực ra tâm lý thì vẫn vẫn nặng tâm lý. Dạ thế vì nói đúng là mình là rất sợ đau. Nhưng đến bác sĩ thì mình cũng yên tâm nhiều, mình đặt niềm tin đến bác sĩ. Vâng, đây là trường hợp khách hàng Nguyễn Thu Hiền, 35 tuổi. Trên khách hàng người ta nhận thấy khách hàng có hai cái hàm trên và hàm dưới bị nhô ra trước, cằm bị lùi ra sau. Cái thứ hai là hai gò má cao. Thứ ba là hai góc hàm bệnh. Thì để khắc phục những ưu điểm trên khách hàng này thì chúng ta phải đẩy lùi hai hàm ra sau, đẩy tiến cằm ra trước. Thứ hai là phải hạ thấp hai gò má. Thứ ba là thu nhỏ hai góc hàm. Một tuần sau phẫu thuật, chị Hiền nhận được lịch tái khám của bác sĩ Cang Nam. Gương mặt của chị hiện tại gần như đã hết sưng, diện mạo có sự thay đổi lớn so với trước đây. Các khuyết điểm của xương hàm và gò má đã được khắc phục. Chị tiếp tục được các bác sĩ Cang Nam hướng dẫn về chế độ chăm sóc và tập luyện sau phẫu thuật. Chỉ vài ngày nữa thôi, chị sẽ có được khuôn mặt như mình mong muốn bấy lâu. Niềm vui mừng giờ đã hiện rõ trên từng ánh mắt của chị, một diện mạo mới. Một khuôn mặt mới sẽ đồng nghĩa với một con người mới và một cuộc sống mới đến với chị.